Chị muốn em cùng với chị chăm sóc cho chồng của chị. Là sao ạ? Em không hiểu. Là chăm sóc chuyện giường chiếu. Chị nói gì kỳ vậy? Em không có làm được đâu ạ. Chắc chị nhờ người khác đi. Với cả em cũng có bạn trai rồi. Bạn trai em mà biết thì không có hay đâu. Nè, khoáng lên. Chị thấy cái này cũng bình thường mà. Giống như xả stress gì đó. Chị sẽ trả cho em 3 tháng lương. Yên tâm đi, vợ chồng chị sạch sẽ lắm. Nếu như mà em cùng với chị phục vụ cho chồng chị trên giường, chị sẽ trả cho em 5 tháng lương. Nay em sao vậy hả? Anh thấy em cũng quá hồ hởi nhiệt tình giống như bữa. Hình như là có chuyện gì không vui hả em? Dạ đâu có đâu, em bình thường à. Chứ sao? Nhưng mà chồng chồng có nghĩ là vợ chồng mình nên đổi gió không? À, ý em muốn đi du lịch đúng không? Rồi để anh thu xếp hả? No. Ý em nói á, là những cái lần mà vợ chồng mình mây mưa đó, có nên thay đổi một chút không? À, anh hiểu ý của em rồi. Thôi được rồi, để anh nhờ mấy anh lính đi mua bộ đồ thỏ với lại bộ đồ bác thợ săn. Bữa sau anh làm bác thợ săn, anh dí em chạy vòng vòng, anh sẽ săn bắt em. Chịu không hả? Công nhận, chồng của em biến thái thiệt luôn á. Dạ, chiều theo ý em đó mà. Không phải. Chứ sao? Ý của em á là em muốn tìm thêm một người nữa để mình cùng nhau mây mưa. Mình đổi không khí, mình đổi gió. Làm sao em? Hả? Là ý của em là bây giờ kiếm một cái thằng nào khác về, rồi ba đứa mình mây mưa chung hả? Em ơi, em nghĩ sao vậy? Anh là chồng em mà. Làm sao? Nói chung là anh không có đồng ý cái chuyện đó. Vậy thì em sẽ kiếm một con nhỏ khác, đẹp, trẻ, nó cùng em phục vụ anh. Anh đồng ý. Thích đời đúng mà, không? Thì có ghẹo anh nữa, nói giỡn đúng không? Em nói thiệt, có giỡn cái gì? Nói thiệt hả? Thôi mà cái chuyện này nhạy cảm lắm, sao mà nhờ ai được? Mà có chắc chắn là tìm được người không? Thì em không biết, em chỉ mới nghĩ ra thôi à. Cái này là coi như là anh là chiều theo ý em, anh thương em, anh mới đồng ý với em nha. Chứ không phải là anh này kia đâu, hiểu không? Nhưng mà giờ nè, hai vợ chồng mình thì cũng muốn thử vậy á. Nhưng mà không biết tìm... Đúng rồi. Cái gì vậy? Con bé Ngọc giúp việc nhà mình á, nó sinh viên dưới quê lên. Mấy bữa nó cũng nói là nó cũng cần tiền đóng tiền học này kia. Thì em thử em hỏi nó coi, nhiều khi nó phù hợp với vợ chồng mình á. Bé Ngọc, quyết định vậy đi. Để em hỏi nó coi sao nha. Còn bây giờ vợ chồng mình tìm lại chút cảm xúc gì đi. Gì nữa, mới vừa làm xong mà. Em bây mệt giờ, rồi đó. Giờ mình tìm thử cảm xúc chút xíu nữa đi. Tìm lại đi. Đừng mà, từ từ thôi. Em thích quá. Đang làm gì hả Ngọc? Em đang dọn dẹp xíu chị. Em để đó đi, nói chuyện với chị xíu. Dạ. Có chuyện gì vậy? Cũng không có gì. Nè, ở dưới quê sao rồi, ổn không? Dạo này tình hình kinh tế cũng khó khăn. Em trên này vừa học vừa làm cũng không phụ giúp được bố mẹ gì nhiều. Ủa, bộ lương chị trả cho em không có đủ trang trải hả? Cũng đủ tiền ăn, đóng học phí với cả lo tiền trọ là hết rồi ạ. Chị hỏi thiệt nha, em có muốn kiếm thêm tiền không? Chị tính giao cho em việc khác làm ạ? Chị vô thẳng vấn đề luôn, là chị muốn em cùng với chị chăm sóc cho chồng của chị. Là sao ạ? Em không hiểu. Là chăm sóc chuyện giường chiếu. Chị nói gì kỳ vậy? Em không có làm được đâu ạ. Chắc chị nhờ người khác đi. Với cả em cũng có bạn trai rồi. Bạn trai em mà biết thì không có hay đâu. Nè, khoáng lên. Chị thấy cái này cũng bình thường mà.
giống như xả stress vậy đó. Chị sẽ trả cho em 3 tháng lương. Yên tâm đi, vợ chồng chị sạch sẽ lắm. Nhưng mà... 5 tháng lương được không? Em không có nghe lộn đâu. Nếu như mà em cùng với chị phục vụ cho chồng chị trên giường, chị sẽ trả cho em 5 tháng lương. Gì vậy em yêu? Hả? Chồng. Ừ. Em có một bất ngờ muốn dành cho anh. Bất ngờ gì? Bất ngờ chưa? Cô bé quàng khăn đỏ à. Đó, chồng. Hả? Chồng có muốn hôm nay cô bé quàng khăn đỏ này phục vụ cho chồng không? Tất nhiên là muốn rồi, anh chiều theo ý của em mà. Vậy thì bây giờ anh sẽ hóa thân thành con sói ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ. À không, à không, anh là bác thợ săn. Thích rồi đúng không? Đúng rồi. Qua đây nhanh lên. Lại đây với anh chị nè, vui. Nhanh. Nè, bây giờ bắt đầu là em phải vô đó. Em nói là xin tha mạng, con sói ơi đừng có ăn thịt tôi. Hoặc là em sẽ nói là bác thợ săn ơi, cứu, cứu, cứu. Ok, vô. Anh chị ơi. Hả? Gì vô? Nhưng mà em... Cái gì? Mẹ đi. Không sao hết á. Vô đây với anh chị. Tối hôm nay là cảm giác của em là sẽ lưng lưng trên mây chứ em không còn đi trên mặt đất đâu. Chồng. Dạ. Chồng ơi. Gì? Bà ngoại của cô bé quàng khăn đỏ cũng muốn được giải cứu. Vậy thì bà ngoại qua đây. Đây, bây giờ bác sờ săn sẽ hai tay hai súng nha. Cái mùi khét dưới quê nó vẫn còn. Để bữa nào anh mua tặng em chai dầu thơm nha. Dầu thơm xịn ha. Anh Duy, sao anh lại ở đây ạ? Anh nằm ở trên anh buồn quá. Anh cô đơn quá. Không mấy em lên trên phòng với anh đi. Em làm cho anh vui đi nghe. Làm cho anh bớt cô đơn đi. Nhưng mà bây giờ chị không có ở nhà mà. Cần chị phải có chị ở nhà. Có anh với em là vui rồi. Đi lên trển nằm chơi với anh đi. Nè, đừng nói là em cũng có ngoan với anh nghe. Đâu phải lần đầu em ngủ với anh đâu. Đi, anh sẽ bồi dưỡng thêm cho em. Anh hứa, lên trển với anh đi nghe. Cho anh bớt cô đơn. Nhưng mà em... Không có nhân nhị gì hết. Lên trên này với anh đi. Anh Duy. Vui lắm mà... lên trên này đi. Rồi em... anh cho thêm tiền mà. Đi với anh. Anh Duy. Anh Duy, anh đang làm gì trong đó vậy? Mở cửa cho em coi. Anh Duy. Em nghe, làm anh thoải mái lắm, anh sẽ thương em. Em. Nè, hai người đang làm cái gì hả? Cái con này. Cái gì vậy? Không biết gì vậy? Không biết hả? Anh đang làm cái gì hả? Ủa em làm gì em về em làm sùm vậy? Nè, em muốn vui vẻ thì vô đây chơi chung với tụi anh. Bây giờ anh nói anh nghe, em trả cho cổ 5 tháng tiền lương mà. Anh giúp em tiêu xài bớt quan phí thôi. Chứ lại cái trò này từ đầu là do em bày ra, em năn nỉ anh. Nói là vui lắm thì bây giờ tụi mình chơi chung với vui với nhau. Còn bây giờ em không thích á, thì làm ơn bước ra ngoài. Đừng có phá cuộc vui của anh nha. Đúng là cái trò này là em bày ra. Nhưng em chỉ cho phép anh ngủ với nó khi có mặt em. Còn bây giờ anh làm như vậy không khác nào là anh đang cắm sừng em hết. Anh đang ngoại tình sau lưng em đó. Ngoại tình cái gì mà ngoại tình? Bây giờ muốn cái gì? Biến ra ngoài cho anh. Đừng có phá hỏng cuộc vui của anh. Em thấy anh nói đúng đó chị. Nếu mà chị thích thì vào đây vui vẻ chung với tụi em. Không á thì chị đứng nhìn tụi em vui vẻ cũng được. Anh nói làm với em vui hơn. Còn với chị á, cũ rồi, không có mới mẹ để hết trơn á. Cô điên hả? Hả? Cô điên rồi! Điên rồi! Nè, tôi nói cho cô biết nè.
đừng có phá hỏng cuộc vui của tôi nha. Đi rồi. Bỏ em ra. Anh ơi, anh bỏ em ra. Anh ơi. Tôi mày bây giờ. Anh bỏ người ta. Anh ơi. Ha ha ha.